tí nữa reset xong. Em nghe câu hỏi nè. Cái mặt cắt khác mặt phẳng ở điểm nào? Dạ thưa cô, là mặt cắt đó là thưa cô, là mặt cắt là biểu diễn cái gì nhìn được khi mình cắt ngang qua nó, còn một mặt phẳng là không có giới hạn ạ. Thì cái đấy nó là định nghĩa. Ok, vậy thì với cái phần mà thể hiện trong cái bài giảng này thì em hiểu mặt phẳng và mặt cắt nó khác nhau ở đâu? Theo như em Về hiểu số lượng, về số lượng, về số lượng. à, ví dụ như mặt cắt thì ví dụ mình cắt ngang qua mình cắt ngang qua mặt Ngang cắt, qua đâu? mặt cắt thì có nhiều, còn mặt phẳng thì nó cắt có một, có ba mặt. Nè bình tâm, nè bình tâm, nghe nghe câu hỏi nè, nghe nè. Mặt phẳng khác mặt cắt ở đâu? Dạ thưa cô á, là mặt cắt á thì có nhiều, còn mặt phẳng á thì có ba mặt phẳng ạ. Chứ còn gì nữa, tên nào nhắc bài like cho em vậy? Dạ không có ạ. Cô em rút. Ok. Từ Khánh Hòa, hình như vừa nãy Nguyễn Phượng là bị thẹo nè, rồi tiếp tục từ Khánh Hòa nè, được cộng nè, rồi ok xong. Dạ em chào cô ạ. Chào em. Tiếp tục. Trong bài này thì chúng ta sẽ nắm được cái giải phẫu quy ước, tư thế khám siêu âm rồi và hình siêu âm, các mặt cắt cơ bản, một số cái tính chất mô tả về hình siêu âm ha. Rồi. Và kết luận của cái siêu âm nó như thế nào. Thì về tư thế giải phẫu kinh điển đúng chưa? Thì hai bàn chân nó phải sát nhau, lòng bàn tay hướng ra phía trước, mặt nhìn hướng về phía trước. Rồi cái mặt phẳng, đây là mặt phẳng ngang, nó sẽ chia cơ thể ra làm hai phần, phần trên và phần dưới. Còn cái mặt phẳng này là cái mặt phẳng đứng dọc, nó sẽ chia cơ thể ra làm hai phần, đó là cái phần phải và phần trái. Còn đây là cái mặt phẳng ngang sẽ chia cơ thể ra làm hai phần, đó là phần trước, và mặt phẳng đứng ngang sẽ chia cơ thể ra làm hai phần, đó là cái phần trước và phần sau ha. Cố gắng trong cái thời gian mà rảnh rỗi nông nhàn như thế này thì các em cố gắng luyện vẽ hình đi nha. Tại vì cái câu mặt phẳng này lúc nào cũng ra đợt kỳ này. Kỳ này là kỳ 2. Kỳ này là kỳ kỳ 1 chứ. Cái kỳ 1 rồi á, lớp nhu cầu 29 có thi dạ, có cái thi môn chẩn đoán hình ảnh cũng ra cái câu như thế này. Mà mấy bạn không vẽ hình được, thể hiện được á, thì điểm nó rất là thấp nha. Từ hồi mà mình dạy các em môn giải phẫu ha, rồi cũng đến nay lại gặp lại là dạy môn chẩn đoán hình ảnh, lúc nào thì mình cũng thích vẽ hình hết nha. Tại vì cái hình ảnh á, lúc nào nó cũng có cái xu hướng các em, để làm cho các em nhớ lâu hơn ha. Chữ thì có thể quên được chưa, và chữ thì cũng có thể là chúng ta dở sách ra thì nó còn, nhưng cái hình mà chúng ta vẽ theo cái cảm nhận của chúng ta thì lúc nào nó cũng ghi vào cái bộ nhớ ở trên cái vỏ não của các em. Vì vậy thì mình lúc nào cũng mong muốn rằng trong cái thời trong cái cuộc đời của sinh viên của các em thì ít nhất cũng có một cái người nào đấy giám sát các em, truy sát các em, và cũng mong cho các em không phải là thi lại ha, rồi là cái điểm lúc nào cũng nó cũng được cao, thì mình mong muốn rằng là các em lúc nào cũng phải cố gắng, không còn cách nào khác ha. Cũng đừng có gặp nhau hiệp 1, hiệp 2, hiệp 3 cũng rất là não lòng đúng không? Rồi lúc nào cũng cái gương mặt thân quen đấy.
Rất là mệt mỏi ha. Ngoài cái vấn đề nhìn nhau mệt mỏi thì đóng tiền nó cũng mệt mỏi nữa cơ ha. Rồi, thế là chúng ta đã giải quyết về các mặt phẳng giải phẫu rồi nha. Rồi, thế thì bây giờ chuyển sang cái tư thế khám đúng không? Khám thì thường ấy, cái tư thế ngửa là cái tư thế mà lúc nào á mình cũng sử dụng ha. Đầu tiên bệnh nhân nằm ngửa, rồi chúng ta sẽ thám sát, sóng siêu âm sẽ xuyên âm ha. Khi mà chúng ta đặt đầu giò ở trên cái thành bụng trước thì chắc chắn rằng sóng siêu âm nó sẽ xuyên từ trước ra phía sau cơ thể của bệnh nhân với tư thế nằm ngửa. Ok. Đấy. Tư thế nằm ngửa được xem như là chuẩn mực, cho phép giãn cơ và dẹp lại các khoang bụng, bộc lộ hết các tạng trong ổ bụng ha. Tư thế nghiêng phải nghiêng trái nè, độ chéch phải chéch trái nè ha, chéch sau phải chéch sau trái. Cũng còn có những cái tư thế ví dụ như là nằm sấp, ngồi hoặc đứng. Bây giờ mình sẽ hỏi các em tư thế nằm sấp để kiểm tra cái gì, tư thế ngồi để kiểm tra cái gì, tư thế đứng để kiểm tra cái gì. Bây giờ hỏi nè, bây giờ sẽ tinh thần giơ tay bất tử đã. Bạn nào giơ tay? Không giơ tay đúng không? Không giơ tay thì hỏi thôi. Các bạn Zen Impit này có hai cái nick nè. Vậy thì lớp ta sẽ 87 bạn thôi. 87 bạn trừ mình ra nữa còn lại 86. 86 thì vắng mất 8 bạn nha. Rồi bạn Zen Impit hả? Zen đâu rồi? Lần thứ nhất. Không có mic kệ em cũng bị một thẹo thôi. Tên thật là gì? Giang tên thật là gì? Quỳnh Hoa hả? Rồi Quỳnh Hoa một thẹo. Không có mic. Hồi hôm bữa đi học là biết rồi. Thường xuyên bị mình hỏi bài. Không có mic thì tiêu thôi. Điện thoại em hư thì phải đi cắt cơ đơ đóng thế với đồng bọn nào chứ. Rồi, coi như là gia đình bó tay rồi đó. Trần Khánh Như. Trần Khánh Như. Dạ có Mời em. Tư thế nằm sấp trong khảo sát tạng nào trong ổ bụng nhỉ? cô là để khảo sát các Tạng nào? Vì sao? dạ thưa cô là thần ạ. Vì sao khảo sát thận? Thưa cô tại vì thận thì nó gần với thành sau của bụng thôi ạ. Thành sau của bụng. Thứ hai, thế thì thận nó nằm ngoài phúc mạc hay là sau phúc mạc? Trong phúc mạc hay là ngoài phúc mạc? Thưa cô là thận nằm sau phúc mạc ạ. Rào ô cơ. Vậy thì cái thận nó sẽ nằm ở ngay chỗ cái vùng hố thận ha. Nó nằm sát cái thành bụng sau, nó nằm ở ngoài khoang phúc mạc. Vì vậy thì khi mà chúng ta khảo sát thận ở bên phải bên trái, ngoài tư thế là nghiêng phải nghiêng trái ra hoặc là nằm ngửa ra, thì còn có một cái tư thế ha, một cái tư thế là tư thế nằm úp ha. Khi mà đi khám lâm sàng thì các em cũng có một cái tư thế khám ha, nằm úp coi xem là tình hình là thận nó có to không. Nếu mà có to thì chúng ta vẫn có thể sờ dưới cái tay của chúng ta ha. Rồi ok, bạn Trần Khánh Như đã trả lời được, đó là thám sát tạng thận 1+, xong thoát nạn. Tiếp tục. Bây giờ cái tư thế ngồi thì chúng ta sẽ xem cái gì? Bạn Hoàng Huy, Trần Hoàng Huy. Dạ có em ạ. Rồi, mời em. Dạ. Huy từ hồi bữa giờ chưa phát biểu đúng không? Dạ cô mới gọi em hồi đầu giờ luôn á cô. Trần Hoàng Huy gọi đầu giờ luôn.
thì em nằm trong cái trạng thái bị cộng hay bị thẹo? Dạ em không cộng cũng không trừ á cô. Không cộng không trừ là lơ lửng á hả? Dạ. Ừ. Rồi, trả lời. Bây giờ mới biết là đáp cánh hay là bay lên nè. Sao? Sao sao sao, nay có vẻ như tập thể dục người nó gọn gàng hẳn hoi, có vẻ như chững chạc hẳn ra, trông rất là đẹp lão nhờ. Đúng không em? Rồi, mời em tư thế ngồi. Thì chúng ta siêu âm cái gì? Hè. Ừ. Siêu âm Dạ. gì mà phải để cho bệnh nhân nó ngồi ta? Rồi bắt đầu bọ chét nó bay lên đầu rồi, gãi đi. Ren, em có trả lời được không? Z là lô ha. Dạ không ạ. Rồi, một thẻo đi vào lòng người. Xong. Nhớ tinh thần xóa sẹo bất tử nha. Dạ. Rồi, bạn Huy Trần. Trần Huy. Dạ Em có Trần em Huy thưa đâu? cô. Dạ có em. Rồi, mời em mở cam nào. Dạ. Lớp mình nhiều Huy thật. Dạ cô thấy em chưa cô? Thấy rồi. Dạ. Em chỉ trả Sao không lời nói là là cô ơi cô không có comment dạo nào với em vậy cô? Hứ? Có dạ. vẻ như là đợt này lên ký 2 ký gì đó. Nhưng mà thôi giữ phong độ này đi. Thật là dạ baby Johnson dạ em cô dạ hí. Rào. em nghĩ theo em á thì nếu mà khám siêu âm theo tư thế ngồi á thì mình sẽ kiểm tra được phổi của bệnh nhân. Cái gì phổi gì? Dạ vị Phổi trí này. á là nó là cái bản chất nó chứa khí, vì vậy nó sẽ là kẻ thù của siêu âm. Em có công Dạ nhận không? dạ Vậy thì công chúng nhận. ta kiểm tra gì của phổi? Dạ, mình kiểm tra cái tràn dịch màng phổi số lượng ít rồi. Thiệt không? Lần thứ nhất. Dạ thiệt ạ. Tại sao số lượng ít? Dạ thưa cô, Số tại lượng vì nhiều số mà lượng không xem được đúng không? dạ số lượng nhiều nếu mình nằm á thì cái số lượng mà dịch đó nó cũng không thể nào mà nó hiện rõ trên siêu âm được cô, tại vì nếu mình Ồ ngồi á thì lâu. Cái thằng ít đó mới không nhìn thấy nhiều thấy được, còn thằng nhiều toàn là nói ngược không à. Hả? dạ ý em bảo là cái mà số lượng nhiều á thì mình có thể thấy rõ ràng ở trên siêu âm dù là ở tư thế nằm hay là tư thế đứng hay là tư thế nằm hay tư thế ngồi, còn nếu mà tràn dịch màng phổi mà lượng ít á thì nếu lúc mà mình nằm á thì nó sẽ tỏa ra nó sẽ cái lớp mỏng hơn, cái lượng dịch nó mỏng, nó không đủ để cho mình thấy được là có tràn dịch màng phổi hay không. Còn nếu mà tư thế ngồi á thì dịch nó sẽ đọng ở vị trí thấp nhất là ở gần cái vòng hoành, do đó mình sẽ dễ dàng mình thấy được ạ. Vừa nãy mình có hỏi em là siêu âm dịch màng phổi ít với lại là siêu âm dịch màng phổi nhiều. Dạ. Em khẳng định là chỉ cần siêu âm dịch màng phổi ít thôi. Đúng không? Em kêu dạ. Em có còn nhớ cái ký ức mà mới nãy em trả lời mình không? Yeah, hồi nãy em bảo là Nên em chọn chỗ nào ấy nhỉ? Em ở nhà hả? dạ em đang ở nhà. Nhà là ở nhà khách á hả? Dạ nhà nhà em ạ. À. Nhà ở đâu? Nhà nhà em ở dưới Nha Trang ạ. À thế hả? Thôi À. nhà em ở Nha Trang mà có gần phường thì em lên phường em trình bày nha. Dạ. Đó. Có nghĩa là sẽ siêu âm cái dịch màng phổi được chưa? Ví dụ như cái dịch màng phổi ít ấy, thì người ta cũng chẳng ai mà cho đi siêu âm đâu. Em hiểu chưa? Dạ. Người ta sẽ cho đi chụp X quang, việc gì mà phải đi siêu âm làm khó nhau?
Ok không? Dạ. Ừ. Đó, vậy thì sau này các em sẽ trở thành bác sĩ đúng chưa? Rồi cũng sẽ có cái tình huống như thế này ha. Và cũng có những bạn mà đi học việc dưới trướng của các em thì các em phải trịnh trọng tuyên bố rằng trường hợp này ha, nghi ngờ bị viêm phổi hay là viêm phế quản có sự tăng tiết đúng không? Bệnh nhân khó thở ít đúng không? Khó thở ít có liên quan đến những cái bệnh lý về tim mạch ha. Rồi liên quan đến bệnh lý về dạ dày, có thể trào ngược dạ dày thực quản thì nó cũng có gây tình trạng khó thở tức ngực. Ok. Một cái nghi ngờ nữa ha, cũng có thể là có cái tràn dịch màng phổi. Đấy. Vậy thì cái mà tiêu chuẩn vàng trong cái vấn đề mà chẩn đoán tràn dịch á, thường thì người ta cho bệnh nhân đi chụp X-quang. Ok chưa? Dạ rồi ạ. Đấy, thế cho nên là em phải nói với mấy bạn đó là đó, dấu hiệu này tôi nghi đến cái vấn đề hệ hô hấp, cho đi chụp X-quang trước đi. Chụp X-quang xong rồi là cái cho bệnh nhân đi siêu âm. Ha. Đó là những cái chỉ định thường quy. Tại vì sao? Với cái mức mà dịch ít á, thì có nhiều khi siêu âm cũng khó có thể quan sát mà nó rất là mất thời gian, trong khi X-quang nó rất là nhanh gọn lẹ, tại sao chúng ta không sử dụng? Vậy thì thám sát dịch ổ bụng, quên dịch màng phổi cho bệnh nhân ở cư tư thế ngồi hoặc là tư thế ngồi, tư thế đứng cũng được. Để làm sao? Trong những trường hợp mà tràn dịch màng phổi nhiều thì người ta sẽ có một cái phần đó là siêu âm can thiệp. Bác sĩ sẽ cho dẫn lưu cái dịch màng phổi. Được chưa? Dẫn lưu cái dịch màng phổi qua siêu âm, người ta sẽ đánh giá được vị trí nào mà tràn dịch nhiều nhất, cái độ sâu của dịch nó nhiều nhất để người ta có thể là định vị cái vị trí dẫn lưu một cách chính xác. Ha, người ta lợi dụng cái tư thế siêu âm đó là cái tư thế ngồi để tránh người ta gây tổn thương các mạch máu của ở ngay chỗ cái vùng phổi, gây tổn thương phổi. Em hiểu chưa hả em Trần Huy? Nha Dạ Trang em ở nào em? ở gần khúc dưới Minh Tân ạ. Eo, thế hả? Xa phết. Nó tình Dạ hình ở dưới đấy là dịch dã cũng tung hoành lắm em nhỉ? ở dưới này dịch cũng căng lắm cô. Ừ, tình hình nhà em có ai bị gì chưa? Dạ, chưa có mình em bị ạ. Ủa, bị hồi nào? Dạ em bị hồi tháng 12 năm ngoái ạ. Ôi, thế thì xong rồi, miễn dịch coi như tương đương là chiếc mũi 4 rồi, em là 3 mũi rồi đúng không? Dạ đúng ạ. À, thêm cái lần mà bị vạch đó nữa là thành 4 mũi rồi, em là nhất lớp rồi đó. Từ hồi hôm bữa giờ quên chưa hỏi thăm sức khỏe của lớp để coi xem những đại gia VIP nào đã từng chích được mũi 4. Nay là khỏe re rồi phải không em? Dạ nay khỏe rồi Đã đi cô. chụp X-quang lại chưa? Dạ chưa cô, dạ chưa. À, Dạ. thế thì em bị tầm mấy ngày nhỉ? Có nghĩa là Dạ. cái triệu chứng đặc hiệu á. Dạ em không có triệu chứng gì hết cô. À, cũng không Dạ. đau họng. Hay Dạ là cái em test như nó người sai bình. ta? Dạ em như người bình thường tại em test PCR luôn cô. Hà, hay nhỉ? Dạ. Dạ. Ở đó chắc là có cá ngự khô đúng không? Tán bột uống nhiều cho nên nó khỏe đúng không? Dạ. Thôi, chào em thế thôi. Thôi, Dạ dạ mình chúc em và gia đình mạnh khỏe nha. Cố gắng giữ gìn dạ sức khỏe, học hành tốt nha. dạ cũng cảm ơn Rồi, cho em cảm ok, ơn bạn Huy Trần à. Nó cái gì nhỉ? Túm lại không biết là cộng hay là trừ đây ta. Ha? Thế em bị luận về cái vấn đề là cộng hay trừ cho em nè. Ừ. dạ em cũng không biết nữa tại em Ô. cũng trẻ chưa trả lời được trọng tâm của câu hỏi á Ừ. chắc Đã có nghĩa lơ lửng như bên chỗ bạn Huy hả? dạ chắc lơ lửng. Rồi ok cho lơ lửng nè. Dạ Rồi nhớ trả nợ nha. dạ dạ rồi em cảm ơn cô ạ. À rồi em. Tiếp tục. Về ví dụ vừa nãy đã nói rồi, tư thế ngồi, tư thế sắp nằm úp rồi, tư thế nằm đứng ha. Tư thế đứng, tư thế ngồi nói rồi xong xuôi. Mình sẽ ứng dụng trong những cái tình huống nào cho nó phù hợp và cho ra cái kết quả siêu âm chính xác nhất ha. Rồi, quy ước hình trên siêu âm. Đây là cái lát cắt ngang. Được chưa? Sóng siêu âm nó sẽ truyền từ trước ra đường sau.
so với cơ thể của bệnh nhân. Rồi, bên này là bên nửa, bên này là nửa bên phải của bệnh nhân. Nửa bên này là nửa bên trái của bệnh nhân. Đây là cái màn hình hoặc là đây là một cái bức hình mình định hướng. Bên này là bên phải, bên trái của bức hình, bên này bên phải của bức hình, này phía trên ở bức hình, ở bên này là ở phía dưới của bức hình. Vậy thì vậy thì sao? Nó phụ thuộc vào cái hướng của người nhìn. Được chưa? Đấy, vậy thì mình với bệnh nhân sẽ có cái hướng nhìn nó đối ngược nhau. Ví dụ bên này là bên phải, bên trái của màn hình, nó sẽ hướng về phía bên trái của bên phải của bệnh nhân. Ok chưa? Nói lại nha. Bên này là bên trái của màn hình, tương ứng với cái hướng của chúng ta. Rồi bên này là bên phải của màn hình. Nó sẽ hướng về phía bên trái của bệnh nhân. Phía này là phía trên của màn hình, nó sẽ hướng về phía trước của bệnh nhân. Còn ở phía sau của màn hình, ở phía dưới của màn hình, nó sẽ hướng về phía sau của bệnh nhân. Vì sao? Vì cái sóng siêu âm nó xuyên từ trước ra đằng sau. Rồi. Đấy, ở lát căn ngang bên phải, bên trái của màn hình này, hướng về phía bên phải của bệnh nhân, và ngược lại bên phải của màn hình hướng về phía bên trái của bệnh nhân. Vấn đề là nếu các em dùng cái đề cương cũ mà thì ối tên chết. Vì sao? Cứ nói là, có nghĩa là thay vì cái chữ hướng về thì các em cứ là bên trái của màn hình là bên phải của bệnh nhân, ngược lại bên trái bên phải của màn hình là bên trái của bệnh nhân, thế là nguyên một đám các cụ đi thong thả hết, được chưa? Tại vì cứ mỗi cái gạch đầu dòng nó sẽ tương ứng với 0,25 điểm, thậm chí là 0,5 điểm, có nghĩa là nửa điểm kèm theo hình minh họa. Nếu mà cứ là lá la thì chắc chắn rằng các em chỉ được nửa điểm thôi. Nửa điểm là mang tính chất gọi là vớt vát cái danh dự ha. Chứ còn nếu mà mình chấm theo cái đáp án ấy, thì chắc chắn rằng là sẽ không có điểm nào đâu. Đó. Thì đó là mình đi, mình hướng cho các em để các em biết đường ha. Rồi. Sau này đi thi là không có tranh cãi nha. Rồi, ví dụ đây là cái lát cắt dọc. Đây là cái lát cắt dọc thì chúng ta sẽ tương tự về cái hướng màn hình, không có gì thay đổi cả. Còn về cái hướng siêu âm á, thì nó có cái sự thay đổi ha. Sóng siêu âm xuyên từ trước ra sau ha, bình thường. Nhưng mà còn đây, bên này là bên trái của màn hình, thì cái sóng siêu âm hướng đây, nó đang hướng về phía đầu của bệnh nhân, hướng về phía đầu của bệnh nhân. Bên này là bên trái của màn hình thì hướng về phía chân của bệnh nhân ha. Đấy, cũng là cái chữ hướng về. Rồi, các mặt cắt thì có rất là nhiều mặt cắt, có 7 cái mặt cắt ha. Mặt nhất là mặt cắt dưới sườn, là mặt cắt quan trọng nhất. Rồi mặt cắt vai phải rốn, mặt cắt liên sườn phải trái, rồi mặt cắt trung đòn, mặt cắt vùng lưng theo trục dọc và ngang của thận, mặt cắt cận giữa phải và trái, mặt cắt hạ vị. Rồi. Mặt cắt số 1. Bây giờ sẽ hỏi nè. Bạn Hiền Dương à? Hay là Dương Hiền đây? Dạ, Dương Thị Thu Hiền. Dương Thị Thu Hiền rồi. Dương Thị Thu Hiền 27. Dương Thị Thu Hiền. Thị Thu Hiền. Rồi. Em mở cam lên nè. Rồi. Mặt cắt số 1 là cái gì làm chuẩn? Cô là mặt cắt số 1 lấy tĩnh mạch gan là Đúng không? Rồi, bạn khác. Bạn Phạm Thanh Hà. Dạ có em. Rồi, mở cam.
Ok. Bây giờ em sẽ nhìn thẳng rồi em sẽ phát biểu cho mình. Học cách số 1 là cái gì làm chuẩn em? Dạ thưa cô là tận mặt ghen. Một thẹo. Hình như là đợt này ốm yếu gầy còm hơn so với những năm trước nhỉ? Đúng không? Dạ À em không. hà. Nhìn thấy mặt nó dài thòn ra hay là đi trực nhiều quán như vậy? Một thẹo, có cười thì nó cũng thẹo thôi. Ok, xong. Đấy rồi, đọc bài trước thì không. Nguyễn Văn Quang. Dạ có em ạ. Mời em. Nào mở cam. Nãy cô gọi em rồi mà cô. Hả? Nãy cô gọi em rồi mà. Ha. Chắc là do cái tên đẹp quá. Giật mình đúng không? Đó thì gọi bạn khác vậy. Dạ. Lớp này lại có Vân Nguyễn là cũng có hai cái nick nữa. Vậy thì sẽ có tổng cộng là 9 tên không học. Bạn Thế Vinh. Thế Dạ Vinh. cô ạ. Rồi mở cam em. Em chưa được hỏi nhỉ? Đúng không em? Dạ. Rồi trả lời. Nhìn thẳng cái cam nha. Mặt cắt số 1 là cái gì làm chuẩn? Cô là lấy ba tĩnh mạch gan làm chuẩn cô. Rồi. Tĩnh mạch Nhìn thẳng nha. gan giữa. Dạ. Nhìn thẳng nha, nhìn xuống ở đó là biết rồi đó. Nhìn Rồi, trong thứ đeo rồi hai, nghiêm. Hả? Rồi, đó. mặt cách số 2 lấy gì làm chuẩn?